Khép lại tháng ăn chơi, đây là những con giáp may mắn nhất trong 3 ngày tới, thứ 2, thứ 3, thứ 4. Từ ngày mùng 2 tháng 2 đến ngày mùng 4 tháng 2 âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn. Đó. Thì đây là cái tuần đầu tiên của tháng 2 âm lịch. Những con giáp này sẽ được thần tài bất ngờ ghé thăm. Nhiều người có khả năng nhận được những cái khoản lộc lá từ trên trời rơi xuống. Còn có người thì còn được người thân cho tiền tặng quà. Nhiều người thì lại được bạn bè chiêu đãi, mời ăn uống tiệc tùng. Hơn nữa, nếu mà trong thời gian này các bạn mà tham gia vào những bữa tiệc thì khả năng cao cũng sẽ gặp được quý nhân, gặp được những người giúp đỡ cho các bạn trong cái công việc sau này. Bên cạnh đó thì những người độc thân cũng có thể gặp được những cái người yêu lý tưởng, tâm đầu ý hợp. Vì thế, lời khuyên dành cho các bạn trước khi bước chân ra đường là hãy chú ý đến cái trang phục thật kỹ lưỡng, cũng như là gì, tìm hiểu thêm về những cái màu sắc trang phục hợp mệnh để gia tăng thêm cái may mắn cho mình nhé. Thưa quý vị, con giáp may mắn đầu tiên trong 3 ngày tới, thứ 2, thứ 3, thứ 4, đúng không? Từ ngày mùng 2 tháng 2 đến ngày mùng 4 tháng 2 âm lịch thì không ai khác đó chính là những người tuổi thân. Quý vị thân mến, nói chung ấy, trong 3 ngày tới đây thì những người tuổi thân sẽ thể hiện được cái bản thân khá là tốt, nên là các phương diện thì đều tiến triển đều đặn, càng về sau ấy thì lại càng được may mắn, càng có nhiều cái cơ hội và được mở rộng hơn. Tuy nhiên, bằng cái sự nhạy bén và thông minh của mình thì những người tuổi thân đều có thể giải quyết ổn thỏa mọi thứ, giành được những cái thành tích tốt trong công việc cũng như là trong chuyện kinh doanh buôn bán làm ăn. Con giáp này thì còn được quý nhân giúp đỡ, nên là sẽ nhìn rõ được cái đường đi nước bước mà mình cần phải đi, không còn chần chừ hay là do dự để mất cái cơ hội trước mắt nữa. Nói chung ấy, những người tuổi thân biết được cái năng lực của mình nằm ở đâu và sẵn sàng thể hiện, không ngại khó, không ngại khổ, khó khăn tuy có thể gặp phải nhưng mà họ cũng sẽ gì bước đi qua một cách dễ dàng. Nói chung ấy, trong 3 ngày tới thì thứ 2, thứ 3, thứ 4 ấy, những người tuổi thân còn được vượng vận tài lộc nhờ được cả gì thần tài nó chiếu mệnh. Các bạn nên chú ý đến một số cái cơ hội đầu tư và các kế hoạch tài chính có giá trị thực, đặc biệt là đối với những dự án mà đòi hỏi về sự kiên nhẫn và tích lũy lâu dài thì quý vị hãy kiên trì rồi cũng sẽ nhận được những kết quả xứng đáng. Bên cạnh đó, vận may về tình cảm thì cũng sẽ tìm đến với những người tuổi thân trong thời gian này nhờ được gì đào hoa nó chiếu mệnh. Vậy nên những người tuổi thân ấy và người ấy cũng sẽ rất quan tâm và chiều chuộng lẫn nhau. Đối với những người yêu đơn phương ấy, dường như các bạn vẫn còn đang thiếu tự tin, chưa dũng cảm bước đến với đối phương, thì trong 3 ngày tới đây ấy, cũng là cái thời điểm thích hợp để các bạn thổ lộ cái tình cảm và cái sự chân thành của mình nhé. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn và cái tài lộc cũng như là để bảo vệ hạnh phúc của mình thì những người tuổi thân cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân, tí, thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn, tài lộc trọn đời cho những người tuổi thân. Đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo trong 3 ngày tới, thứ 2, thứ 3, thứ 4 ấy, thì không ai khác đó chính là những người tuổi Dần. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong 3 ngày tới đây thì những người tuổi Dần có được cái sự lạc quan và cái sự tin tưởng trong mọi cái vấn đề nhờ có được nhiều cát tinh nó che chở, nó giúp đỡ. Dù vẫn có những cái thách thức nhất định nhưng mà nhờ cái sự bình tĩnh của mình ấy, mà những người tuổi Dần có thể nhanh chóng tìm ra cái giải pháp hợp lý cho từng vấn đề, ghi dấu ấn riêng của mình. Ở giai đoạn này ấy, thì nếu mà có muốn sự đột phá trong công việc, các bạn cũng cần phải chăm chỉ tích lũy kiến thức, nâng cao cái kỹ năng và cố gắng sắp xếp các kế hoạch một cách khoa học hơn, hợp lý hơn. Chỉ cần các bạn kiên trì và không ngừng học hỏi, không ngừng phát triển thì các bạn sẽ sớm thấy được những kết quả xứng đáng, tiền đề túi, tình đề tim. Bên cạnh đó, trong thời gian này thì tình hình tài chính của những người tuổi Dần ấy cũng rất là lý tưởng. Các bạn xử lý các khoản đầu tư kinh doanh khá là khôn ngoan, lợi nhuận thì liên tục đổ về. Một vài cái cơ hội đầu tư nó cũng sẽ đến, nhưng mà các bạn vẫn nên đề cao cái tính an toàn để tránh những cái rủi ro. Quý vị đừng có đặt lợi ích tài chính của các bạn vào cái thế bấp bênh nhé. Bên cạnh đó, cái phương diện tình cảm của những người tuổi Dần trong cái thời gian này thì dường như là gì cũng khá là thuận lợi, tích cực. Đối với những người độc thân, bạn có thể có một số cái đối tượng tương tác
hoặc là gì, có những cơ hội tiếp xúc với những người thú vị. Đối với những người mà đang trong một cái mối quan hệ thì cái mối quan hệ của hai người sẽ trở nên gì, bền chặt và gì, tình cảm hơn. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Dần cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dần nhé. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 3 trong 3 ngày tới, thứ 2, thứ 3, thứ 4, từ ngày mùng 2 tháng 2 đến ngày mùng 4 tháng 2 âm lịch, thì đó chính là những người tuổi Tuất. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong 3 ngày tới thì những người tuổi Tuất sẽ có những cái tiến bộ trong cuộc sống, trong công việc cũng như là trong cái việc học tập. Nhưng mà cũng sẽ phải đối mặt với những cái áp lực, những cái thử thách nhất định. Vì vậy, trong 3 ngày tới đây thì các bạn cần phải kiềm chế cái cảm xúc và giữ bình tĩnh để có thể đối mặt với những cái khó khăn và đạt được cái sự phát triển tốt hơn. Công việc nhìn chung thì không làm khó được các bạn, bởi các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về cái năng lực và cái kinh nghiệm của mình. Tuy nhiên, khi mà được cấp trên giao cho những cái nhiệm vụ mới thì các bạn cũng gì khó tránh khỏi cái cảm giác hoang mang, nhưng điều đó sẽ nhanh chóng đi qua khi mà các bạn nắm được cái nhịp độ và có cái sự tập trung cao độ. Vận may về tài chính đối với những người tuổi Tuất nói chung ấy, trong cái thời gian này cũng khá là tốt. Các bạn có thể kiếm được một khoản kha khá, một khoản thu nhập đáng kể và cũng có một số cái cơ hội đầu tư rất là tốt. Tuy nhiên, các bạn cũng cần phải chú ý đến cái việc quản lý tài chính, không nên hành động một cách bốc đồng vì lòng tham nhất thời, kéo lại gây thất thoát tiền bạc. Thêm nữa, về mặt nhân duyên ấy, đặc biệt là với những người khác giới thì khá là vượng. Điều này nó có lợi cho những người độc thân, nhưng mà vượng quá đôi khi lại phản tác dụng, gây ra không ít những cái phiền phức cho bản mệnh. Đặc biệt là những người đã có đôi ấy, dễ vướng vào cái chuyện tình cảm ngoài luồng, đe dọa đến cái hạnh phúc lứa đôi. Cái sức hấp dẫn của các bạn cũng chính là cái nguồn gốc rắc rối nếu mà không biết sử dụng đúng cách. Vì thế, để bảo vệ cái hạnh phúc của mình và gia tăng thêm cái may mắn tài lộc thì những người tuổi Tuất cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ lực hộ thân. Vòng vẫn được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tuất, đó là con giáp may mắn thứ 3. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 4 trong 3 ngày tới, thứ 2, thứ 3, thứ 4 ấy, thì không ai khác đó chính là những người tuổi Tý. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong thời gian này thì những người tuổi Tý có gì, có một cái thời điểm làm việc cực kỳ là hiệu quả và hăng hái, nhờ được gì, nhờ được quý nhân tương trợ giúp đỡ ngay từ những ngày đầu tuần này. Cái khả năng làm việc và các kỹ năng chuyên môn của các bạn cũng đã được cải thiện rất nhiều và các bạn có thể hoàn thành cái số lượng nhiệm vụ trong một khoảng thời gian cực ngắn. Trong quá trình làm việc, để mọi thứ nó được suôn sẻ và thuận lợi từ đầu đến cuối thì những người tuổi Tý cũng đừng quên tập trung vào cái việc giao tiếp với cấp trên và với những người đồng nghiệp, lập ra những kế hoạch và có một cái mục tiêu dài hạn. Bên cạnh đó, quý vị cần phải làm việc chăm chỉ để đạt được cái mục tiêu thay vì là làm mọi thứ một cách là máy móc và thụ động. Nói chung ấy, trong 3 ngày tới, thứ 2, thứ 3, thứ 4, từ ngày mùng 2 tháng 2 đến ngày mùng 4 tháng 2 ấy, thì những người tuổi Tý cũng sẽ có cái vận may về tài chính rất là tốt. Cụ thể là các bạn sẽ có cơ hội tham gia một số cái hoạt động đầu tư và cho vay. Nhưng quý vị hãy cẩn thận, lên kế hoạch sử dụng vốn một cách hợp lý và đừng có bị lóa mắt bởi cái lợi nhuận cao, hấp dẫn. Ngoài ra, nếu còn thời gian và cái sức lực thì các bạn cũng có thể thử tham gia vào các hoạt động sáng tạo. Điều này nó cũng sẽ mang lại cho các bạn nhiều cái cơ hội về tài chính hơn. Bên cạnh đó, về các mối quan hệ thì nói chung ấy, cũng được quý nhân mang lại những cái nhiều cái mối quan hệ tốt đẹp, đặc biệt là chuyện nhân duyên thì nó cũng được tốt lành. Những người độc thân có thể gặp được những cái người phù hợp với mình thông qua mạng xã hội hoặc là thông qua những cái cuộc gặp gỡ, trò chuyện. Trong khi những người đã có đôi thì dự kiến sẽ trải qua một cái tuần khá là yên ả, không có vấn đề nào xảy ra giữa hai bạn. Vậy nên, để mang lại may mắn và tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Tý cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để trợ mệnh hộ thân.
Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tý, đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo con giáp may mắn thứ năm trong 3 ngày tới, thứ hai, thứ ba, thứ tư thì không ai khác đó chính là những người tuổi Mão. Kính thưa quý vị, nói chung ấy, trong 3 ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư sắp tới đây thì cái sự nghiệp của những người tuổi Mão tiến triển khá là tốt nhờ được quan tinh đối chiếu mệnh. Nói chung con giáp này có nhiều cái cơ hội để vượt qua cái thử thách mà cấp trên đưa ra. Thậm chí là các bạn còn làm tốt hơn cả cái mong đợi ban đầu. Có những cái chuyện tưởng chừng như khó khăn nhưng mà khi bắt tay vào làm thì lại trở nên đơn giản. Kết quả thì lại cực kỳ là tốt đẹp. Quý vị cũng cần phải lưu ý rằng tại cái môi trường làm việc ấy, các bạn vẫn cần phải chú ý đến thân phận, đến vai trò của bản thân nhiều hơn. Đôi khi các bạn sẽ gặp phải cái tình huống cảm thấy là xung quanh không có ai hiểu cho mình được. Nhưng mà quý vị cũng đừng để cao cái tôi quá. Hãy chú ý đến cái lời nói và cái hành động của mình để tránh những cái hiểu lầm không đáng có. Nói chung trong thời gian này thì những người tuổi Mão thì cũng có thể kiếm được khá nhiều tiền từ hai cái nguồn thu chính và phụ. Dù là những người làm công ăn lương hay là những người kinh doanh buôn bán thì cũng đều có một cái thu nhập khá là cao, không phải lo túng thiếu về chuyện tiền bạc. Các bạn cũng đang chứng tỏ mình đang đi đúng đường, đúng hướng và có khả năng nói được, làm được. Nhìn chung, cái tài vận của những người tuổi Mão trong thời gian này nói chung là cũng khá là tốt, khá là ổn định. Nhưng đây cũng không phải là cái thời điểm mà quý vị mạo hiểm, mở mang, mở rộng thêm cái quy mô cách vội vàng. Đó. Nhất là vẫn còn một vài cái hung tinh nó ảnh hưởng, đặc biệt là cục diện của năm Thìn Mão là cục diện lục hại. Quý vị hãy cẩn thận, đừng tham lam, càng nên tránh đầu tư mù quáng. Tốt nhất là các bạn cũng nên tích lũy và chờ thời, hãy lên một cái kế hoạch sử dụng thật là tốt để bảo vệ cái của cải của mình. Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Mão cũng hay luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mão, đó là con giáp may mắn thứ năm. Tiếp theo con giáp may mắn thứ sáu trong 3 ngày tới, thứ hai, thứ ba, thứ tư thì không ai khác đó chính là những người tuổi Thìn. Thưa quý vị, nói chung trong 3 ngày tới, từ ngày 2 tháng 2 đến ngày 4 tháng 2 âm lịch thì nó cho biết đây là một cái thời điểm mà những người tuổi Thìn có được tràn đầy cái năng lượng và cái may mắn đến với mình. Mặc dù không có nhiều cái bất ngờ hay là cái biến động, nhưng mà tình hình chung cũng không có cái sự cố hay là khó khăn đặc biệt nào đối với những người tuổi Thìn. Vận khí của các bạn cũng đang ở trong cái trạng thái ổn định, có thể yên tâm làm việc hoặc là làm những cái điều mình muốn. Nói chung đối với những người tuổi Thìn thì trong 3 ngày tới, thứ 2, thứ 3, thứ 4 tới đây, có thể các bạn sẽ đảm nhận những cái trách nhiệm mới và cải thiện cái kỹ năng lãnh đạo và quản lý của mình. Cái sự uy tín của các bạn cũng sẽ giúp tạo dựng được cái lòng tin với tất cả mọi người. Những cái điều này nó có được là bởi các bạn luôn biết cách phối hợp và giao tiếp hiệu quả với các thành viên trong nhóm. Tài chính của các bạn cũng khá là lạc quan. Đấy. Các bạn sẽ có thể nắm bắt một số cái cơ hội đầu tư đúng đắn với một cái mục tiêu tích lũy tài lộc trong cái tương lai. Nhưng các bạn cũng cần phải chú ý đến những cái rủi ro khi mà gì quản lý tài chính và những cái thay đổi bất ngờ của thị trường. Đồng thời cũng cần phải cẩn thận khi hợp tác với người khác, tránh tin người một cách mù quáng. Đối với những người tuổi Thìn mà đang còn độc thân ấy, thì các bạn có thể gặp được một vài người đặc biệt đấy, khiến cho các bạn cảm thấy là gì quyến luyến đó và thôi thúc muốn yêu và được yêu. Đối với những người đã có bạn đời thì cả hai cũng rất hòa hợp và có cái mối quan hệ ổn định, nên hai người cần phải sắp xếp một số cái hoạt động lãng mạn để tăng cường thêm cái cảm xúc tình yêu của mình. Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Thìn cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thìn, đó là con giáp may mắn thứ 6. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn
về những con giáp may mắn nhất trong 3 ngày tới, thứ 2, thứ 3, thứ 4. Trong 3 ngày tới, thứ 2, thứ 3, thứ 4, từ ngày 2 tháng 2 đến ngày 4 tháng 2, chúng ta sẽ có 6 con giáp được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên. Dễ có cơ hội đổi đời sau một đêm. Đó là những tuổi sau. 1 là tuổi Thân, 2 tuổi Dần, 3 tuổi Tuất, 4 tuổi Tý, 5 tuổi Mão và 6 là những người tuổi Thìn. Đó là 6 con giáp được lộc trời cho, được quý nhân tương trợ giúp đỡ, dễ có cơ hội may mắn giàu có trong 3 ngày tới. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.